Tiếp tục về việc anh chị ơi, một căn nhà giá rẻ đang giảm sâu bán gấp quý anh chị, công năng thì quá là ok, có phòng ngủ dưới, có sân ô tô, nhà mình một trệt một lầu, 116m2 cho căn nhà này quý anh chị ạ, một trệt một lầu. Cái vị trí thì nó phải nói là đẹp, nó ngay cái chỗ mà trục đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, ngay ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đồng Thành đó, 500m anh chị nha. Mấy vị trí em vừa nêu tên á là ngã tư Chiêu Liêu với chợ Đồng Thành 500m thôi, còn mà trục đường Lê Hồng Phong thì gần có 100m, 200m chỉ thôi. Căn nhà này lúc trước kêu 4,2 tỷ, còn bây giờ thì không quý chị ạ, bây giờ là 3 tỷ 550 triệu đấy, 3 tỷ 550 triệu anh chị nhá, giá chính xác 100% giá chính chủ nhá. Giá còn thương lượng thêm, sổ hồng riêng, có hỗ trợ ngân hàng. Tất cả bất động sản em Hải review thì xưa giờ anh chị nếu mà đón xem kênh em nhiều anh chị sẽ biết, tất cả điểm chung là sổ hồng riêng, bên em không bán sổ chung anh chị nhá. Sân ô tô được quý chị, 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, ok. Nhà mình ngang 5, ngang 5 thì tuyệt vời rồi anh chị nhá. 116m2 cho căn nhà này, ngang 5 và dài 23, với kết cấu là một trệt một tầng lầu. Ở phía trên quý chị ơi, có một cái sân thượng rất là rộng đó. Phía dưới thì sân ô tô 7 chỗ, phía trên thì có một cái sân thượng nha. Kết cấu nhà trệt lầu, 3 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới. Đấy, nhà ngang 5, quý anh chị. Giá rẻ, căn này vị trí đẹp, ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đồng Thành thì nói gì nữa quý anh chị ha. Và chỗ đây là phường Tân Đông Hiệp quý anh chị nha, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Chỗ này cũng rất là gần với ngã ba cây điệp quý anh chị nhá. Chỗ này ra ngã ba cây điệp gần nhá, cũng chỉ tầm khoảng 700-800m thôi, 700-800m. Đường trước nhà ghi nhận đường ô tô tới nhà, đường bê tông. Đây quý anh chị, em quay xung quanh hàng xóm để anh chị mình cảm nhận được thông tin nó phải thực tế quý anh chị nhá. Đường này, đường bê tông quý anh chị nhá. Đường ô tô tới nhà. Đó, xung quanh hàng xóm ở kín, hàng xóm đông đúc quý anh chị ơi. Nhà mình hướng chính đông 100% không lệch luôn. Anh chị nào mà đông tứ trạch cực kỳ hợp. Còn anh chị nào mà không quan trọng hướng thì hợp hết quý anh chị nha. Kết cấu một trệt một lầu, nhà ngang 5 x 23. Em xin nhắc lại một xíu để em sẽ đi vào chi tiết để anh chị tham khảo. Phía trước giống như nãy giờ nói cho anh chị mình thì sẽ là khu vực sân ô tô. Sân này mình để ô tô 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, ok. Nhà mình ngang 5 mà. Đấy. Ngang 5 là rộng lắm. Rộng lắm quý anh chị ạ. Vừa rộng vừa thoáng nhá. Đấy. Nhà hướng chính đông thì mát nữa quý anh chị ơi. Đấy. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An là một cái phường mà sát bên chợ Di An 1. Chỗ này qua chợ Di An 1 khoảng hơn một cây số một xíu thôi, chắc khoảng 1,2 km thôi, gần quý anh chị nhá. Tức là ra ngã ba cái điệp cũng rất là gần. Đó. Phòng khách nhà mình nha quý anh chị. Đó. Nhà đã qua sử dụng và đang trong quá trình sử dụng luôn, nhà sổ hồng riêng. 116m2 là tổng diện tích của căn nhà này. Còn diện tích đất mà thổ cư, tổng diện tích đất là 116 anh chị nhá. 116m, thổ cư 89m. À, thổ cư 89m anh chị nhá. Đấy, thì kết cấu là nhà trệt lầu, có phòng ngủ dưới. Đó, phòng ngủ dưới đó anh chị nhá. Nhà vệ sinh đó, nhà bếp mình đây. Đấy. Em sẽ quay để cho anh chị mình cảm nhận. Anh chị nào mà mình chưa thể đi xem được thì hãy xem video của em Hải. Nhớ đăng ký kênh của em Hải, kênh YouTube Hằng Hải Bất Động Sản chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và điều đặc biệt là tất cả đều sổ hồng riêng. Mua là đi công chứng, mua là sang tên, có hỗ trợ ngân hàng nha anh chị nhá. Tất cả bất động sản em Hải review là bất động sản có sổ hồng riêng hết. Nhà vệ sinh mình đây quý anh chị, còn đây là cái phòng ngủ dưới ha, đang có người thì thôi em quay sơ về anh chị nhá. Đó, cũng hơi bất tiện một chút xíu anh chị thông cảm. Đấy, thì đây là phòng ngủ dưới nhà mình. Nhà mình sẽ có tổng 3 phòng ngủ và có một phòng ngủ dưới anh chị. Đó, khu vực bếp ăn nhà mình đây. Phòng khách ngoài kia và sân trước là sân ô tô. Đó. Rất đẹp, nói chung ngang 5 không chê vào đâu được anh chị. Nhà mình hướng chính đông hẳn luôn, chính đông 100% luôn. Nên là anh chị nào mà đông tứ trạch là cực kỳ hợp với anh chị nhá. Đó. Cực kỳ hợp luôn quý anh chị ơi. Đấy, rất là hợp, rất là đẹp rồi. À, quý anh chị ha, sân ô tô ngoài đó nhá, phòng khách mình đây nha, nhà bếp nhà ăn mình đây nha, ở cuối kia phòng ngủ dưới anh chị nha. Rồi bây giờ em Hải sẽ di chuyển lên khu vực tầng lầu để quay thêm khu vực sân thượng và thêm 2 phòng ngủ ở phía trên để cho anh chị mình cảm nhận. Lúc trước là 4,2 tỷ giống như em nói đó anh chị nhá, còn bây giờ là 3 tỷ 550 triệu thương lượng. Đấy, trên lầu rồi quý chị, quý chị thấy đẹp không, mê không, rộng không, thoáng không, nhà ngang nằm thoáng lắm quý chị ơi. Cái hành lang này cũng rộng nữa và bố trí cái phòng ngủ nó cũng rộng quý chị nhá. Đấy, thì đây là đang ở trên lầu này. Em đang quay cái phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu cho anh chị xem. Có cửa sổ đúng không chị thấy không? Đây, phòng ngủ này rộng, rộng nhá. Ở phía sau này có một cái sân sau, mình giặt phơi đồ đúng không chị ha. Sân sau đây này, quay luôn cái sân sau cho anh chị mình xem nhá. Còn ở phía trước là mình sẽ có một cái sân thượng ở phía trước đó quý chị. Đó. Ở phía sau này là sân sau, mình giặt phơi đồ và nhà vệ sinh ở phía sau này. Quý chị ha. Đấy, chỗ bên đây, nhà vệ sinh mình bên đây này. Đó. Bên đó nhà vệ sinh nhiều quý chị nhá, bên đó nha. Ở đây chỗ này mình để máy giặt này, giặt phơi đồ chỗ này này. Đó. Đây mình giặt phơi đồ anh chị nha. Ở trên đây dựng khung sắt hết rồi đó, thoáng nha quý chị nha. Thao mà phơi đồ anh chị ạ. Khá là rộng ha. Tại vì nhà mình ngang 5 mà dài 23 mà quý chị, căn này rộng rãi thoải mái lắm. Anh chị nào đang cần tìm một căn nhà lớn lớn á, mình tham khảo căn này đi mà giá rẻ nữa. Ở 116m có 89m thổ cư, ngang 5 dài 23. Đó. Nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ dưới, có phòng thờ, có sân sau, sân giặt phơi đồ,
có sân thượng ở phía trước, có sân ô tô. Đấy quý anh chị nhá. Nghe không? Rất ok quý anh chị nhá. Đó. Trước đây là phòng thờ nhà mình này, phòng thờ đấy quý anh chị nhá. Còn cái phòng ngủ tiếp theo đây này mà mang tới cho anh chị mình đây này. Đây chỗ này. Đó. Vậy là phòng ngủ số 3 đây anh chị nhá. Đó, vậy là trên lầu nhà mình chỗ này một phòng ngủ, bên đó một phòng ngủ, còn ở kia là sân sau. Cái phòng ngủ này rộng này, phòng ngủ rộng này, sân sau nó chặt phơi đồ đó quý anh chị nãy quay đó. Còn đây thêm một phòng ngủ nữa này. Rồi chỗ này phòng thờ. Đây, phòng thờ quý anh chị ha. À, phòng thờ đây quý anh chị nhá. Và trước đây sẽ là cái sân thượng của nhà mình, tha hồ trồng rau trồng cỏ là quý anh chị thấy không? Đó, vựa rau đây, vựa rau của phường Tân Đông Hiệp đây quý anh chị ơi. Thấy không? Vựa rau vừa cái kiểng quát trời luôn đẹp nha quý anh chị nhá. Đó, mát lắm quý anh chị ạ. Trồng cái này lên nó mát lắm. Chắc em nghĩ trưa ra ngồi đây cũng mát lắm đó quý anh chị ha. Rồi, 3 tỷ 550 triệu còn thương lượng với anh chủ nhà, anh chị nào mình thấy phù hợp alo ngay cho em Hải đi xem căn nhà này ngay ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành. Chỉ có loanh quanh 500m, nhà trục đường Lê Hồng Phong và trục đường Nguyễn Thị Minh Khai. Vị trí đẹp quý anh chị nhá. Rồi, em xin cảm ơn.